Chào các bạn, đây là LG G7 Thiên Quy, thì mình gọi là G7. Về tổng thể thì các bạn thấy là nó tương tự những cái điện thoại Android ra mắt gần đây với cái thiết kế bóng bẩy, bám vân tay, cái lớp lưng thay đổi khi mà góc nhìn thay đổi cũng như là cái màn hình tai thọ này nọ. Tuy nhiên, LG đã làm rất là nhiều thứ để làm cho cái G7 đó khác biệt. Trước tiên là về cái thiết kế thì các bạn thấy rằng là cái G7 này nó rất là dài. Thậm chí là so với những cái máy là tỷ lệ 18:9 thì nó cũng dài hơn rất là nhiều. Nó dài là bởi vì sao? Thứ nhất á, là cái màn hình của nó có tỷ lệ rất là cao, đó là 19:5:9. Ví dụ như các bạn so với lại cái 18:5:9 của iPhone X chẳng hạn thì nó dài hơn. Và các bạn thấy là cái phần bên dưới của màn hình nó cũng rất là dày. Ví dụ như là cái iPhone X thì cái phần nó ngắn, do đó là cái tổng thể cái điện thoại nó không dài. Còn cái này cái tỷ lệ màn hình nó đã dài, rồi thêm một cái phần bên dưới màn hình tương tự như những cái điện thoại Android khác, do đó là cái máy tổng thể nó rất là dài. Kích thước 6:1, các bạn cầm trên tay thì nó khá là gọn. Tức là mình thấy nó gọn tương tự như là cái Galaxy S9 và nó dài hơn chút xíu. Tiếp tục về thiết kế thì các bạn thấy rằng là về cơ bản nó vẫn giống như những cái điện thoại Android bây giờ. Có cái nắp lưng có thể thay đổi màu, rồi rất là bóng xung quanh. Và đặc biệt là khi các bạn nhìn vào phía dưới của máy hay là nhìn xung quanh sườn máy thì nó khá giống cái điện thoại của Samsung với cái sườn nhôm rất là bóng. Vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là về cái nút cứng hỗ trợ Google Assistant. LG G7 là cái điện thoại đầu tiên trang bị cái nút cứng hỗ trợ Google Assistant. Thì trước đây chúng ta cần phải nói OK Google hay là Hey Google, sau đó chúng ta ra cái lệnh và cái điện thoại làm theo. Còn bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nút bên hông đó và các bạn nói, sẽ tiết kiệm được cái bước hay là OK Google. Trên cái iPhone X nó cũng có cái nút đó và mình bấm vào mình nói lệnh rất là nhanh, mình không cần phải nói hay là OK gì hết. Và ví dụ mình muốn ra một cái lệnh đơn giản như là gọi điện thoại cho ai đó thì mình chỉ cần bấm, sau đó mình đưa vào sát miệng của mình nói là khô gì đó thì sau đó nó sẽ gọi rất là hay, hơn là chúng ta cần nói to lên thì mọi người xung quanh cũng nghe. Ví dụ mình nói vậy, khô xe luôn. Đó, mình ra một cái lệnh như vậy và cái điện thoại nó làm theo. Thì chúng ta có thể bóp vào để chúng ta nói nó mở đèn hay là tắt quạt hay cái gì đó nếu các bạn trang bị hệ thống nhà thông minh giống như bữa mình trên tay. Rồi cái điểm thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em là nói về cái màn hình hiển thị của cái G7 này. Mình có cái dịp trải nghiệm rất là nhiều điện thoại từ đầu năm đến giờ và đây là cái điện thoại mà cho mình cái cảm giác nhìn thích nhất. Cái điện thoại LG G7 này nó có cái kích thước là 6:1 và độ phân giải là 1440x3120, tức là chúng ta có thể gọi nó là cái điện thoại có cái độ phân giải là 3K. Và nó dùng cái công nghệ tấm nền LCD IPS. Thì cái tấm nền LCD với cái độ phân giải cao như vậy cho các bạn nhìn hình ảnh nó rất là mịn hơn rất là nhiều nếu các bạn so với lại những cái điện thoại sử dụng cái tấm nền OLED như là iPhone X hay AMOLED, những cái Galaxy của Samsung hoặc là cái Huawei P20 Pro mới ra mắt. Rồi cái màu sắc ở trên cái điện thoại LG G7 nó cho chúng ta một cái cảm giác tươi, nhìn rất là dễ chịu và ưa nhìn hơn, và nó cũng rất là nhẹ nhàng chứ không nặng màu như là những cái điện thoại sử dụng công nghệ OLED. Về camera thì khi các bạn mở cái ứng dụng lên các bạn sẽ thấy nó gồm có cái phần Google Lens, cái phần Portrait và cũng như phần AI. Thì trong đó cái AI là cái mà LG rất là nhấn mạnh. Tức là cái điện thoại G7 này nó sẽ xác định được là cái đối tượng được chụp là gì, sau đó nó đưa ra một cái cấu hình chụp tương ứng với đối tượng đó. Thì đó là cái tự động. Dĩ nhiên nó có đẹp hay không thì chúng ta sẽ thử nghiệm chúng ta biết sau. Về cái Portrait ấy, thì tuy cái camera mà LG trang bị trên G7 gồm một cái ống rộng khoảng 23mm và một ống siêu rộng, nhưng mà nó vẫn có chế độ chụp người và xóa phông. Dĩ nhiên mình nghĩ rằng là cái ống tele thì vẫn cho cái kết quả đẹp hơn. Thì khi mà mình thử nghiệm sơ cái Portrait ở trên cái G7 này thì mình thấy rằng là LG mang nhiều cái đặc điểm của cái Google camera xuống đây. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái rất là hay. Rồi, cái điểm thứ ba đó là cái Google Lens. Thì ở trên cái LG G7 này nó có hai lựa chọn, một là Google Lens, hai là cái Q-Lens. Cái Q-Lens là của LG, còn Google Lens là tức là của Google. Các bạn có thể dùng cái camera này các bạn xoay cho nó nhìn bất cứ cái vật gì hay là cái khung cảnh gì hay đối tượng gì, thì cái Google Lens nó sẽ tự động nó tìm thông tin liên quan đến cái đối tượng đó rất là nhanh. LG G7 vẫn còn cái lỗ cắm tai nghe 3.5. Bởi vì sao? Bởi vì là LG G7 vẫn được trang bị hệ thống DAC rời quạt DAC để cho nó có một cái
chất lượng thì rất là tốt. Hiện tại thì mình thấy chỉ còn có Sony và LG là còn quan tâm đến cái chuyện là âm thanh, tức là trang bị cái DAC rời của trong điện thoại để cho cái âm thanh tốt hơn. Và LG G7 cũng hỗ trợ cái profile IPTX HD để giúp cho các bạn khi mà nghe với những tai nghe IPTX HD nó được truyền được cái âm thanh chất lượng cao. Về tai thọ thì các bạn thấy rằng là cái tai thọ của cái LG G7 á, nó có cái phần giữa nhỏ hơn so với lại iPhone X. Và chúng ta thấy có một cái loa thoại, một cái camera và hai cái cảm biến ở trên đây. Đối với lại cái phần nội dung thiết kế hai bên tai thọ thì mình thấy là LG đã làm cho nó gọn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là các bạn vuốt xuống các bạn sẽ thấy cái biểu tượng NFC. Trước đây thì cái biểu tượng NFC luôn luôn nằm ở trên cái tai thọ hoặc là trên phần thanh menu bar của Android. Thì đối với lại cái LG G7 này thì họ đã làm cho mọi thứ nhìn gọn và nhỏ hơn rất là nhiều. Ở phía sau chúng ta sẽ có cái cảm biến vân tay ở đây để làm security. Rồi chúng ta sẽ thấy cái G7 Thin Q. Thì cái Thin Q là cái tên mà LG đặt cho những cái đồ điện gia dụng thông minh của họ. Thì đây là cái điện thoại đầu tiên họ trang bị cái Thin Q. Các bạn sẽ thấy G7 Plus và G7 Thin Q. Thì cái Plus là thể hiện cái phiên bản 6GB RAM 128GB bộ nhớ trong. Còn cái G7 thường như vậy là 4GB RAM 64GB bộ nhớ trong. Chứ không phải là Plus là to hơn những cái khác ở giới thiệu của chị LG. Đó là tất cả những cái gì về LG G7. Tuy tổng thể thì tương tự như những cái Android khác, nhưng mà nhìn kỹ hơn thì có khá là nhiều khác biệt. Rồi, xin cảm ơn các bạn.